Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mỗi gia đình. 714-898-0765, 898-0765. Toyota Orange, the best deal in town. 877-808-6470. Dạ, chào quý thính khán thính giả. Hello, dạ tôi là luật sư Điếu Liêm. Tôi lại trở lại quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ. Thành viên có tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài nhé. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Thưa luật sư, tôi là Hồng Sơn, đây luật sư. Dạ, dạ, dạ chào ông Hồng Sơn. Dạ. Bây giờ ông, tôi hỏi ông lại nha. Cái chủ quyền căn nhà đó ai đứng tên? Dạ con tôi à. Con ông đứng tên. Bây giờ con ông bỏ nhà đi, nó để giấy lại, nó chỉ nói là nó không muốn bán căn nhà này nhưng mà nó để lại cho ông bà ở, đúng không? Dạ. Ok, thì ông bà chỉ ở đó thôi chứ ông bà không có quyền gì hết á. Thật sự căn nhà đó là của ai, của con ông bà hay của ông bà? Dạ thưa, của con tôi à. Ok, thì của con ông bà. Dạ. Yeah. Thì bây giờ đó, nó để lại cái nhà đó cho ông bà, thì ông bà cứ việc ở. Dạ thưa, như vậy mà tôi ở vậy sau này nó có chuyện gì, nó bán rồi có được không sư? Dạ đương nhiên á, ông bà ở, ngày nào nếu nó muốn bán thì nó bán, ông bà không có thể thì nó sẽ cho ông bà biết, thì ông bà dọn ra thôi. Thế như vậy tôi cũng phải có làm cái cách nào để giữ căn nhà này được không sư? Không, ông không có cách nào ông giữ căn nhà này hết á. Tại vì ông được ở nhờ mà. Ông đâu phải là chủ cái nhà đó đâu. Con ông là chủ căn nhà đó. Do đó nó có toàn quyền. Nhá. Yeah. Nhiều lắm á, là nó cho ông bà biết như nào 30 ngày để ông bà dọn ra. Khi ông bà ở cái nhà này hiện giờ đó, con bà cho ông bà ở đó, ông bà có trả tiền thuê nhà cho nó không? Ok. Tôi biết là trả đứt bởi nó, nhưng mà ông bà đó ở cái nhà của con ông bà, tuy nó là con ông bà, trên nguyên tắc đó thì nó có vẫn có thể bắt ông bà phải trả cái tiền thuê nhà cho nó. Vậy thì cái câu hỏi là khi ông bà ở nhà đó đó, ông bà có trả cái tiền thuê nhà cho con ông bà hay không? Dạ không ạ. Ok, nếu không đó thì nó chỉ cần cho ông bà biết 30 ngày thôi. Yeah. Còn bà có trả tiền thuê nhà đó mà ông bà ở trên 1 năm thì nó sẽ phải cho ông bà biết 60 ngày. Yeah. Ok. Nhưng mà ông bà sẽ không ngăn cấm được cái việc mà con bà bán cái nhà, tại vì ông bà đâu phải chủ đâu. Ok. Yeah. Do đó đó, bất cứ lúc nào nó có thể bán cái nhà, nó chỉ cần cho ông bà biết 30 ngày là ông bà phải dọn đi. Yeah. Ok. Ok. Dạ, yeah, cảm ơn ông. Tôi cho một câu hỏi, một câu nữa. Dạ được ông. Bây giờ nó đi như vậy rồi, bây giờ có thể rằng bây giờ nó cho lại cho tôi mà tôi ăn tiền, dạ cái tiền ăn ít ít hay, nó có thể lấy tiền nhà đó thì không có bị ảnh hưởng gì đến tiền. Ông cái đó đó, ông nhớ là SSI là sao? SSI là cho những cái người nghèo, không có lợi tức và có tài sản giới hạn. Nếu mà ông đã có nhà khi ông xin SSI thì không thành vấn đề. Và khi đó mà ông không có nhà, bây giờ con ông cho ông, thì ông nhớ ông coi lại cái hồ sơ SSI khi ông sinh đó, nó có cho biết rằng bất cứ khi nào ông nhận được cái trợ cấp, trợ giúp gì của người thân của ông, cho dù là con của ông, về tiền bạc hay là bị về in lieu, tức là về giúp đỡ, về tài chánh, về tiền bạc, về chẳng hạn như trong trường hợp nó cho ông bà ở free đi, ông bà vẫn phải thông báo cho Sở An sinh Xã hội biết. Bây giờ nó cho ông bà cái nhà, ông bà vẫn phải thông báo cho họ sang sinh sổ biết. Ok. Và đó, yes, có ảnh hưởng hay không là tùy cái trường hợp của ông bà, cái lợi tức của ông bà. Ok. Nếu ví dụ như bây giờ tôi, nó cho tôi, bây giờ tôi cắt cái tiền đó bây giờ, rồi mới nó kêu tôi có giữ lại được không anh? Cái gì?
giờ nếu mà đi rồi thì bây giờ nó sau này nó để lại cho tôi, nó căng tên hết cho tôi rồi tôi báo rồi cắt tiền già của tôi rồi tôi có thể giữ lại được Medicare không được chứ? Medicare là vấn đề khác nữa. Medicare là về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Yeah. Nào Medicare đó nó sẽ dựa thường nó sẽ dựa trên cái lợi tức của ông. Tháng hạn trên dưới 16.000 cho một người lấy thí dụ. Yeah. Thì nó dựa lợi tức của ông, nhưng mà đó nếu ông nhận Medicare thì ông phải cẩn thận. Là bởi vì nếu ông nhận Medicare mà trong tương lai rủi mà ông sau khi ông đứng tên cái nhà đó rồi mà ông phải vào nursing home em thì đó Medicare có quyền put cái lien ở trong nhà của ông. Nhé, yeah. Yeah. Ông nhớ kỹ. Ok. Cảm ơn yeah. ông. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ thưa là sư ạ. Dạ chào bà. Dạ hai vợ chồng có mua cái nhà chồng đứng tên mà trả hàng tháng mà bây giờ ông chồng bệnh mà không có làm giấy tờ gì cả mà thấy có vẻ như là sắp ra đi. Thì thưa luật sư, tôi phải làm cái gì? Ông chồng không có làm cái gì hết ạ. Ông bao nhiêu tuổi? Dạ, 83. Ông hiện giờ có hưởng cái bảo hiểm ngoài Medicare, có Medicare không? À, có lương hưu, có Medicare, có bảo hiểm sức khỏe. Ok, bảo hiểm sức khỏe nào? Có hưởng Medicare hay là Medicare hay là cả hai? Dạ không ạ, Medicare tức là của chính phủ thôi ạ, Medicare. Chỉ có... Không có low income. Không có Medicare. Không có... Vâng. Không có Medicare. Trong thời gian ông bệnh á, thì ngoài Medicare, cái bảo ông cũng có bảo hiểm riêng của mình để trả, phải không? Có. Okay. Cái supplement dạ, dạ, mua dạ. thêm. Dạ, dạ. Cái nhà hiện giờ chỉ có mình ông đứng thôi, phải không? Dạ không ạ, cả tôi với ông hai vợ chồng đứng. Ok, bà coi kỹ. À, một. Ông trả. Dạ, 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 dạ. Bà coi kỹ trong cái giấy chủ quyền nhà. Nếu một mình ông chồng bà đứng đó, thì đó, ông sẽ phải ký để chuyển nhượng qua cho bà nếu mà ông bệnh sắp sửa qua đời. Vâng. Còn nếu mà ông và bà đứng, bà nghe kỹ ha. Vâng. Nếu ông và bà hiện giờ đứng cùng đứng ở trên cái chủ quyền cái nhà với cái dạng gọi là joint là cùng đó, tenant, vâng. giống như là người thuê nhà đó, joint tenant. Ha? Vâng. Hay là dưới cái dạng là husband and wife as community property with right of survivorship. Thì nếu mà ông và bà đứng dưới một trong hai dạng đó, vâng. thì không sao, khi ông qua đời, thì bà chỉ cần nộp cho cái sở địa bộ cái giấy khai tử của ông và cho biết là ông qua đời, thì bà có toàn quyền ở cái nhà đó. Vâng. Ok. Thưa luật sư, thế giờ lúc tôi về già mà chết thì cái nhà đó ra sao ạ? Dạ, cái đó là cái vấn đề thứ hai. Bây giờ một khi bà đứng tên, bà nghe. Bây giờ một mình, sau khi bà đứng tên một mình ở cái nhà đó, vâng. thì hoặc là trước khi bà qua đời, thì bà chuyển nhượng cho con bà. Vâng. Hay là bà phải làm cái living trust. Vâng. Để khi bà qua đời thì con bà được hưởng. Nào, vâng. khi bà chuyển nhượng cho con bà đó thì có hai cái bất lợi. Bất lợi thứ nhất, bà chuyển cho con bà, chẳng may nó bất hiếu hay là vợ chồng gì nói của nó không tốt, thì đó có ảnh hưởng tới cái nhà của bà và có thể chẳng hạn nhiều khi bà mất cái nhà. Tại vì bà chuyển qua cho nó là bà hết quyền rồi, nó muốn làm gì nó làm, bà không có nói gì được hết. Dạ, vâng. Hai là về vấn đề thuế đó, vâng. nếu cái nhà đó có trị giá tăng lên thì khi vâng. bà chuyển cho nó, sau này nó bán thì có thể nó phải đóng thuế thu nhập, tức là capital gain tax. Vâng. Bây giờ nếu bà làm cái living trust, bà để vào trong đó và vâng. Bà để cho nó được hưởng, vâng. thì đó chỉ khi nào bà qua đời nó mới được hưởng, và cái việc nó hưởng cũng dễ dàng, không có phải ra tòa gì hết á. Nó chỉ gộp cái giấy khai tử của bà là nó có thể được hưởng cái nhà đó. À. Hai là về vấn đề thuế đó, khi bà để lại cho nó đó, thì đó cái khi mà nó sau khi nó hưởng mà nó bán đó, thì nó sẽ không phải đóng thuế thu nhập.
là bởi vì cái vốn của cái căn nhà, nó gọi là cái basis, nó sẽ được tăng lên, nó gọi là step up bằng cái trị giá, thời giá của cái căn nhà đó, tức là cái fair market value của cái nhà đó khi mà bà qua đời. Ok, thí dụ bà mua 500 ngàn, bà chết nó là 1 triệu, bây giờ nó sau khi bà qua đời nó bán là 1 triệu thì nó sẽ không phải đóng cái capital gain tax trên cái 500 ngàn đó. Lại bởi vì cái 500 ngàn, cái basis, cái vốn nó sẽ tăng lên là 1 triệu. Và khi nó tăng lên 1 triệu mà nó bán là 1 triệu thì nó sẽ không phải đóng capital gain tax. Ok, à, đến đây tôi đã quá giờ rồi, thành ra bà muốn có câu hỏi gì nữa thêm thì bà phải hỏi xin sư luật sư. Tôi hết giờ rồi. Cái nhà là hai người đứng tên cả. Dạ. Ok, hai người đứng tên không sao thì ông sao phải không sao, ông qua đời bà hưởng. Thế thì mình vẫn được ở cái nhà đó phải không? Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Vâng. Dạ. Vì đứng tên cả hai vợ chồng nhưng mà trả tiền thì ông ấy là người đứng trả. Không sao. Không sao. Cùng đứng tên thì ổng chết bà được hưởng nhá. Dạ cảm ơn bà. Dạ chào bà. Cảm ơn. Đến đây thì chúng tôi quá giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luân Mỹ hơn một giờ qua. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau. Và từ đây tới thứ tư tuần sau, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi qua số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Với 34 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự cộng tác của nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Luật pháp Người Việt Luật Mỹ và xin kính chúc quý vị và người thân được hưởng một cái tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình. Và cũng hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau từ 7 giờ tới 8 giờ ở làn sóng Little Sài Gòn TV 57.7. Và xin cảm ơn.